Cao thủ bắt rắn. Con đi đâu thế? Con đi bắt rắn mẹ ạ. Tranh thủ mấy ngày trời ẩm, chúng ra nhiều. Con phải nhớ cẩn thận nhé. Nhà còn có một mẹ một con. Con mà có mệnh hệ nào, mẹ sống sao nổi. Vâng, con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm đi ạ. Mấy cái dây leo này vướng lối đi quá. Rắn kìa. Cứu với. Ông không sao chứ? Tôi cảm ơn anh, không có anh thì... Ông có sao không? Con còn chưa kịp định thần nữa. Ta không sao, may mà có chàng trai này. Hai người ở đâu mà đến vùng này, lại còn đi vào con đường rừng nguy hiểm này làm gì? Còn anh, sao anh biết là nguy hiểm mà vẫn đến đây? Có gì đâu, tôi đang trên đường đi bắt rắn, vừa lúc thấy ông đây gặp nạn. Loài rắn này cực kỳ nguy hiểm, thấy người lạ nớp ngay trong tích tắc. May mà tôi kịp thời phóng dao ra, nhưng tiếc là con rắn đã chết mất rồi. Con rắn chết thì có gì mà tiếc. Ông ở xa đến nên không biết. Con rắn này thuộc loại rắn rất hiếm, cực độc, đã cắn người là không ai thoát chết. Nhưng nó lại làm được một loại thuốc quý, chữa được nhiều bệnh. Chúng thường hay xuất hiện vào mùa xuân ẩm ướt, có khi đi cả tháng mới bắt được một con. Dân làng tôi được lệnh vua mỗi năm phải bắt lên 2 con. Nhưng chúng phải còn sống mới công hiệu. Ai bắt được rắn thì không phải nộp thuế ruộng nữa. Rắn độc nguy hiểm vậy mà gia đình anh cũng cho anh đi bắt rắn ư? Chẳng giấu gì ông, gia đình tôi đi bắt rắn đã nhiều đời nay. Ông tôi chết vì nghề bắt rắn, rồi cha tôi cũng vậy. Nhà chỉ còn 2 mẹ con, đến tôi nối nghiệp mấy lần suýt chết. Vậy thà anh nộp thuế như bình thường có hơn không? Nhà tôi 3 đời ở làng bắt rắn, kể ra đã 60 năm. Giờ cuộc sống của dân làng ngày càng nghèo túng, sưu cao, thuế nặng. Người ta phải bán hết cả hoa màu, chắc bóp tất cả những thứ có trong nhà để nộp thuế. Nhiều người làng cũng phải bỏ đi kiếm ăn nơi khác, hoặc tha phương cầu thực, chết đói nơi xứ người. Bắt rắn tuy có nguy hiểm thật, nhưng nhờ đó mà mới có thể sống đến bây giờ. Bảo tôi bỏ nghề để làm ruộng nộp thuế thì khác gì bắt chết chứ. Lâm, con đã nghe chuyện gì chưa con? Chuyện gì hả mẹ? Mẹ vừa đi chợ về, thấy ngoài đình có cáo thị sưu thuế làng ta được miễn 3 năm, từ nay cũng không cần phải bắt rắn cống nạp hàng năm cho nhà vua nữa. Thật sao mẹ? Sao lại có chuyện này? Mẹ nghe mọi người bàn tán suốt, nghe nói là vì có quan tể tướng tâu trình với nhà vua nên làng ta mới có phúc như thế. Có ai ở nhà không? Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay ta đến đây cảm ơn cậu lần trước đã cứu mạng ta trong rừng. Chuyện này là... Đây chính là quan tể tướng đầu triều. Hôm trước người ăn mặc thế để đi thị sát tình hình dân chúng. Cũng nhờ thế mà ta mới biết nỗi khổ của người dân ở đây bao năm nay. Sau khi nghe ta tấu trình, hoàng thượng đã đồng ý miễn thuế cho dân làng, đồng thời bãi bỏ chuyện cống nạp rắn. Những thứ này chính là để cảm ơn cậu đã không quản nguy hiểm, hy sinh tất cả để cứu mạng ta. Trời, chúng tôi xin tạ ơn người. Không cần phải cảm ơn ta, có được ngày hôm nay chính là nhờ sự quả cảm không quản gian nguy, cứu người lúc nguy khốn của cậu đấy chứ. Gọi mùa xuân đến. Mùa xuân tới rồi, các bạn hoa lại sắp mua nở khoe sắc đấy. Khu vườn đẹp như một bức tranh vậy. Hôm nay nắng nhẹ, thích quá. Các chị ấy xinh đẹp quá. Mình cũng muốn góp một chút màu sắc cho khu vườn. Bạn hoa ấy trông lạ quá. Hoa của bạn ấy thật rực rỡ. Cảm ơn các bạn. Cái giống hoa dại một nơi cuối vườn mà cũng dám lên tiếng cơ à? Phải đấy. Có mùi gì khó chịu quá. Hả?
ở nó mà ra cả đấy các chị ạ. À, ngôi đình thế này, đó không phải là lỗi tại em, đó là đặc tính chung của loài cây chúng em mà. Nhân lỗi tại cô là có mặt ở trong khu vườn này cùng chúng tôi. Mau dọn nhà tới nơi khác đi. Phải đấy, tránh xa ra đi. Có chuyện gì thế bắp cải chồn hôi? Cô gió ơi, cô cho cháu đi theo với. Ở đây không ai yêu cháu cả. Được rồi, vậy cháu hãy đi theo cô vậy. Đã đi rất xa rồi. Đây là đâu hả cô? Đây là khu rừng phía bắc. Ở đây có một dòng suối nhỏ rất trong lành. Nhưng đang vào mùa đông nên tất cả đều có băng tuyết và băng phủ cả. Rất giá lạnh cháu ạ. Cô cho cháu xuống đây đi. Được rồi, vậy cô sẽ cho cháu xuống. Mỗi loài cây đều có vẻ cuốn hút và tầm quan trọng riêng của mình. Cô chúc cháu sẽ tìm được điều bí mật đó. Cháu cảm ơn cô ạ. À, chỉ tại cái mùi hôi phát từ bông hoa của mình mà mọi người đều xa lánh. Từ nay, mình sẽ chấp nhận một cuộc sống cô độc. Mình sẽ không bao giờ nở hoa nữa. Năm nay mùa xuân đến chậm quá. Dòng suối vẫn đóng băng thế này mà nước dự trữ nhà ta đã hết rồi. Phải làm thế nào bây giờ đây? Thế thì chúng ta sẽ làm tan băng là có nước ngay mà mẹ. Thời tiết này rất khó và phải đợi rất lâu băng mới tan ra được chút nước con ạ. Đã lâu vậy rồi mà mùa đông vẫn bao trùm khu rừng. Phải nở hoa báo hiệu để nàng tiên mùa xuân biết mà đến khu rừng này chứ. Như xung quanh mình băng tan ra thì phải. Ôi, tại sao xung quanh bạn lại có nước thế này? Mẹ ơi, mẹ ra xem này. Bạn ấy có khả năng làm tan băng để tạo ra nguồn nước. Ồ, mọi người ra mà xem. Khu rừng của chúng ta có một cháu bắp cải chồn hôi này. Thật vậy ư? Cô biết cháu ạ? Biết chứ. Vào mùa đông, các cháu có khả năng sinh nhiệt để làm tan băng mỗi khi nở hoa. Do đó sẽ luôn có nguồn nước ở xung quanh các cháu. Thật vậy ư? Thế mà xưa nay cháu không biết. Cậu thật là một loài hoa đặc biệt. Phải rồi, chỉ khi mình nở hoa, mình mới chính là mình mà thôi. Chú chó kia. Con chó vàng kia đáng yêu quá. Ngoan nhé. Không biết con Kiki đâu rồi. Kia là ai? Sao lại ôm con Kiki của mình thế nhỉ? Ai cho cậu ôm con Kiki của tớ? Mau bỏ ra. Tớ. Mày có sao không Kiki? Từ sau mày không được đi chơi với người lạ nữa nhé. Nhỡ mày bị bắt thì tao sẽ buồn lắm đấy. Bố mẹ mua cho con một con chó được không ạ? Thôi con à, bây giờ mua một con chó cũng không rẻ. Huống hồ nhà mình thế này làm gì có chỗ mà nuôi chó con. Ờ, nhưng... Vâng ạ. Sợ, tao đánh cứu mày đây. Ổn rồi, mày sẽ không sao đâu. Mình có nên nuôi con kỳ này không nhỉ?
Mấy hôm nữa nhà mình sẽ đi chỗ khác. Chắc không ai biết chuyện này đâu. Mày nằm tạm ở trong này nhé. Mấy hôm nữa tao sẽ xin bố mua cái lồng khác to hơn cho mày. Kỳ, Kỳ ơi! Con Kỳ đi đâu rồi? Cả ngày hôm nay không thấy nó. Chỉ cần mình để con Kỳ trong này vài hôm, chắc cậu ấy sẽ không biết đâu. Liệu con Kỳ có rơi xuống sông không nhỉ? Thôi, về nhà đi con. Chắc con Kỳ bị lạc thôi. Biết đâu mai nó sẽ về thì sao? Hai hôm sau. Mày ở trong này cũng mấy hôm rồi, chắc khó chịu lắm. Ơ, con Kỳ. Mày đây rồi, tao nhớ mày lắm. Mấy hôm nay mày đi đâu thế? Đây là con chó của cháu. Cháu nó lại ở trên thuyền của cô. Đây là con chó của cháu à? Chắc là thằng cu Duy nhà cô giữ nó rồi. Thằng Duy nhà cô rất quý chó. Nó xin tiền mua một con chó, nhưng mà cô chú không cho, vì gia đình của cô không có điều kiện. Tình cờ hôm trước con chó này rơi xuống sông, Duy thấy vậy mới cứu nó lên. Thằng bé bảo với cô chú là con chó này vô chủ, nên xin cô chú cho nuôi nó. Cậu ấy nói dối. Cậu ấy biết đây là con chó của cháu mà. Duy, lại đây con. Hãy giải thích chuyện này rõ ràng cho mẹ. Con Sao con lại nói dối bố mẹ? Con xin lỗi mẹ. Chỉ tại con thích con Kỳ nên mới nói dối. Duy này, dù con có quý con Kỳ đến mấy thì con cũng không nên làm thế. Lấy một thứ của người khác mà không có sự cho phép của người đó là không tốt. Con mau xin lỗi bạn đi. Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên giữ con Kỳ của cậu. Cậu giữ con Kỳ của tớ là không đúng. Nhưng vì cậu đã cứu con Kỳ của tớ nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu. Lần sau đừng có như vậy nữa nha. Nếu cậu thích con Kỳ như vậy thì thỉnh thoảng hãy tới nhà tớ chơi. Tớ nghĩ chắc con Kỳ cũng quý cậu lắm đó. Cảm ơn cậu. Lắng nghe trái tim. Tuấn, mẹ nghe nói con đang qua lại với con bé Hà ở trọ nhà bác Lâm trong ngõ đấy phải không? Sao mẹ biết hay vậy? Mẹ cũng thích cô ấy đúng không ạ? Con đang định đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ xem hôm nào thì được ạ? Mẹ nghĩ là không cần đâu. Con cũng đừng qua lại với cô gái đó nữa. Bố mẹ không bằng lòng đâu. Sao mẹ lại nói vậy ạ? Con khờ quá đi. Mẹ nghe nói nó là trẻ mồ côi, vào đời sớm, ngày nào cũng đi đêm về hôm, lối sống không được lành mạnh. Người như vậy không hợp với gia đình gia giáo như nhà mình đâu con à. Không lành mạnh ư? Mẹ à, đó chỉ là những lời dèm pha không có chứng cứ. Cô ấy là người tốt, lại chăm chỉ, sống tự lập. Con sẽ không bỏ cô ấy đâu. Con không bỏ thì bố mẹ cũng không đồng ý. Mẹ con nói đúng đó. Bố mẹ đã sắp xếp cho con một đám khác, là con gái của một người quen của mẹ con. Tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, để con gặp gỡ làm quen luôn. Kìa bố mẹ. Đừng làm trái ý của bố mẹ. Cô gái này có gia thế đàng hoàng. Mẹ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho con và cho cả gia đình ta. Nhưng mà... Không nhân nhị gì hết. Bố mẹ đã sắp xếp, con đừng có làm hỏng việc đó. Con sẽ tới vì giữ phép lịch sự với người ta. Nhưng con sẽ không bỏ Hà đâu ạ. Thôi, con chào bố mẹ, con đi làm đi. Bà hẹn con bé mấy giờ mà giờ này vẫn chưa thấy tới? Tôi hẹn lúc 6 giờ. Con bé nói sẽ tới đúng giờ hẹn mà. Chắc con bé bị tắt đường thôi. Chúng ta đã đợi 30 phút rồi đó mẹ. Để mẹ gọi con bé xem sao. Lỡ có sự cố gì trên đường nên nó chưa tới được đó thôi. Ngọc hả con? Con tới đâu rồi? Cả nhà bác đang đợi con ở nhà hàng rồi này. Dạ bác, chỗ con trời đang mưa quá, con chưa có đi được. Con vẫn ở nhà sao?
Dạ, con vẫn ở nhà. Con sợ đi trời mưa bẩn hết quần áo, trôi hết lớp trang điểm. Hay hai bác và anh cho con buổi khác được không ạ? À? Chứ con ngại ra ngoài trời mưa lắm. Ờ, cái con bé này, việc bé xíu như vậy cũng không làm nổi chứ. Bố mẹ, vậy thôi, đằng nào con cũng có việc phải về trước. Bố mẹ cứ ở lại ăn xong rồi về nhé. Con lại đi gặp cái Hà chứ gì, không được đâu đấy. Đâu có, con có việc thật mà. Nhưng con nghĩ cô gái bố mẹ định giới thiệu không phù hợp với con. Hôm nay cô ấy cũng đâu có tới. Không đứa này thì đứa khác. Nhưng bố mẹ không chấp nhận chuyện yêu đương của con với con bé Hà đâu. Người bị nói những lời không tốt thì chắc chắn là không tốt. Không có lửa làm sao có khói. Bố mẹ mới chỉ nghe người ta nói vậy thôi, chứ đã tiếp xúc với cô ấy đâu. Con tin là gặp cô ấy rồi, bố mẹ sẽ nghĩ khác thôi. Không có chuyện đó đâu con. Thôi, không ăn uống gì nữa, về thôi. Bố mẹ đứng ở cổng chờ con chút. Con ra gọi xe taxi cho bố mẹ. Còn con đi xe máy về ạ. Khổ thân bà cụ, trời mưa vậy mà không có gì che hết. Chị ơi, bán cho em một chiếc áo mưa. Bà mặc vào đi ạ. À, mưa như này bà dầm mưa sẽ cảm mất. À, cảm ơn cháu. Thôi bà đi cẩn thận nhé. Cháu chào bà. Thanh niên trẻ bây giờ ít có ai làm được những việc tốt và ý nghĩa như vậy lắm. Phải đó, đứa nào cũng chỉ lo sống cho riêng mình thôi à. Hơi mưa chút đã lo bẩn, lo ướt rồi. Cả thằng con mình nữa đó, không biết nghĩ tới cảm giác của bố mẹ gì hết. Cứ nhất định gặp gỡ con bé kia, rồi lại khổ thôi. Ơi, xe tới rồi ông, mình về thôi. Cô gái kia... Ông ơi, chẳng phải đó là cô gái vừa choàng áo mưa cho bà cụ trên đường sao? Sao thằng Tuấn lại quen nhỉ? Ừ ha, đúng là cô gái đó rồi. Mà nhìn dáng quen quen, không nhẽ là... Là con bé Hà sao? Thôi bà à, trời không chịu đất thì đất thử chịu trời xem sao. Có lẽ con trai của chúng ta cũng là đứa biết nhìn người. Tôi nghĩ chúng ta nên cho bọn trẻ một cơ hội. Bà thấy sao? Vâng, có lẽ nên vậy ông ạ. Chúng ta nên gặp con bé sớm thôi. Dưới bóng bạch dương. Rừng cây bạch dương thật là thơ mộng. Cô hy vọng chuyến đi về đây sẽ giúp các em có thể ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp cho đề tài chụp ảnh ngoại cảnh của các em, các nhà nhiếp ảnh tương lai ạ. Giờ chúng em hiểu lý do vì sao mà dù đường xá xa xôi, cô vẫn không chuyển lên thành phố rồi ạ. Nơi quê hương Bạch Dương này yên bình quá. Các em vào nhà đi. Nhà cô hơi chật. Mấy đứa chịu khó nhé. Không ạ. Nhà cô đẹp và thơ mộng lắm. Giữa rừng Bạch Dương rì rào gió. Chúng em rất vui vì hôm nay được về thăm nhà cô. Cô cũng rất vui. Chúng cháu chào bà ạ. Bà chào các cháu. Mẹ ơi, học sinh của con về thăm nhà mình mẹ ạ. À, đây là các em sinh viên nhiếp ảnh khóa 17 con chủ nhiệm đó. Các cháu vào đây ăn quả đi. Quả chín cây bà mới hái trong vườn đấy. Vâng ạ, thích quá. Mẹ ơi, mẹ giúp con gọt táo nha. Bà ơi, bà để chúng cháu gọt ạ. À, bà làm được mà. Các cháu tranh thủ ngắm cảnh, thiên nhiên ở đây yên bình lắm. Quả ngọt quá bà. Thơm ơi là thơm. Bà ơi, bà ăn đi ạ. À, táo ngọt lắm. Bà cảm ơn cháu. Ừ, răng bà yếu rồi, ăn táo không được. Bà ơi, thế mà bà gọt ra bao nhiêu thế này cho tụi cháu? Ừ, các cháu ăn nhiều vào, ăn hết bà lại gọt nữa. Mình giúp cô giáo quét sân nha. Ừ, sân nhà nhiều lá rụng quá.
Các em cứ đi qua tham quan rừng Bạch Dương đi. Phía dưới kia còn rộng lắm. Mẹ giúp con quét sân mẹ nhé. Ừ, được. Để mẹ quét. Sao cô? Mình không hiểu chuyện gì nữa. Lúc nãy thì gọt táo, giờ cô lại bảo bà quét sân. Mình cũng vậy. Sao lại thế nhỉ? Bình thường cô Anna là một giáo sư mẫu mực, giàu tình cảm. Sao lại có thể để cho mẹ già cao tuổi làm những việc như vậy chứ? Mẹ vất vả rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ không sao. Trông bà quét sân thật tội. Mà hình như mắt bà kém rồi. Lá vẫn còn đầy kia mà bà không thấy. Mà cô cũng thật lạ. Những việc như thế để chúng mình làm, loáng là xong. Mẹ cô đang nghỉ rồi. Thưa cô, chúng em không hiểu. Nhưng theo chúng em thì... Các em thấy lạ lắm phải không? Các em đang nghĩ rằng mẹ cô đã già yếu như thế, đáng lẽ cần phải được nghỉ ngơi có đúng không? Dạ, vâng ạ. Đúng vậy cô ạ. Các em có thấy được nụ cười của bà khi bà gọt táo không? Có thấy niềm vui khi bà đưa những nhát chổi quét sân không? Đúng là bà đã rất vui. Có vẻ như bà còn rất thích làm những việc ấy. Thực ra, những việc bà làm cô có thể làm rất nhanh thôi. Nhưng nếu chúng ta đối xử với cha mẹ già của chúng ta như vậy, cha mẹ sẽ rất buồn. Các em có hiểu được nỗi buồn khi bản thân không còn mạnh khỏe, không còn có thể lao động, chăm lo cho người thân không? Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ niềm vui tuổi già và cho cha mẹ cơ hội để yêu thương chúng ta nữa. Mẹ giúp con nhé. Cô chỉ ước gì được mãi mãi nói câu ấy với mẹ thôi các em à. Giờ thì chúng em hiểu rồi cô à. Chúng em cảm ơn cô. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em bao bài học làm người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.